Kính thưa quý vị, chúng tôi thành tâm tin rằng những giá trị đạo đức nhân văn tốt đẹp sẽ là chìa khóa giúp mỗi chúng ta tìm đến lời giải cho những khó khăn và trăn trở của cuộc sống. DKN Văn hóa mong muốn truyền tải tới quý vị những câu chuyện nhân sinh chân thực cảm động lòng người, đề cao giá trị đạo đức, thăng hoa cảnh giới tinh thần, trí huệ trong đối nhân xử thế, giúp chúng ta có được nội tâm an hòa và lý trí trong biển lớn đầy sóng gió của cuộc sống này. Kính mời quý vị bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Hôm nay, DKN Văn hóa xin được gửi tới quý vị nội dung ý nghĩa chân thực của tứ đức, cội nguồn hạnh phúc cho người phụ nữ. Người phụ nữ có đủ tứ đức là báu vật trên đời. Ý nghĩa chân thực của tứ đức thật đẹp đẽ, tốt lành, luôn là suối nguồn hạnh phúc của người phụ nữ cả xưa và nay. Người Việt chúng ta không xa lạ với tam tòng tứ đức. Trong đó, tứ đức được xem là khuôn vàng thước ngọc của người phụ nữ trong xã hội truyền thống. Tuy nhiên, theo dòng chảy thời gian, những quan niệm hiện đại đã khiến thế hệ chúng ta ngày một xa cách nội hàm của tứ đức. Một bộ phận giới trẻ còn cho đó là những áp đặt lỗi thời và khắc nghiệt. Bài này xin được làm một làn gió mát, mong sao vén mây mù thấy trời xanh, khuyến cáo phụ nữ chúng ta học theo trí tuệ của tổ tiên, bởi đây chính là suối nguồn hạnh phúc của cuộc đời bạn. Tứ đức của người phụ nữ thường được hiểu là công, dung, ngôn, hạnh. Trong đó, công là nữ công gia chánh, đảm đang nội trợ. Dung là dung nhan. Ngôn là nói năng ứng xử dịu dàng, cẩn trọng. Và hạnh là đức hạnh. Kỳ thực, quan niệm nguyên gốc của tứ đức là phụ đức, phụ dung, phụ ngôn và phụ công, được đề cập đến trong sách Chu Lễ, sau đó được giảng giải chi tiết trong Nữ Giới, một kinh điển dành cho phụ nữ được viết bởi nữ học giả Ban Chiêu thời Đông Hán. Ban Chiêu là một nữ hào kiệt, đồng tác giả bộ Tiền Hán Thư với anh trai của bà là Ban Cố. Đặng Thái Hậu của Triều Hán rất coi trọng bà, ra ý chỉ mời bà vào cung làm vị nữ sư, ban tặng cho bà danh xưng là Đại Gia. Hoàng hậu và các quý nhân của Triều Hán đều xem bà là thầy mà phụng sự. Trong Nữ Giới, Ban Chiêu dành riêng một chương phụ hạnh để giảng giải tường tận về tứ đức của người phụ nữ. Xin được giới thiệu nguyên văn cùng quý vị khán thính giả. Chương 4. Đức hạnh phụ nữ. Trong đời sống hàng ngày, phụ nữ có 4 quy phạm hành vi cần phải có là phụ đức, phụ ngôn, phụ dung và phụ công. Phụ đức không hẳn là phải tài hoa hơn người, thông minh tuyệt đỉnh. Phụ ngôn không phải là khéo nói, miệng mồm nhanh nhẩu, biện tài hơn người. Phụ dung không phải là nhan sắc mỹ lệ, rung động lòng người. Phụ công không phải là kỹ xảo, điêu luyện hơn người. Tao nhã, hiền thục, thanh khiết, trầm tĩnh, cung kính, cẩn thận, giữ tiết tháo, cử chỉ đoan chính, tâm biết hổ thẹn, lời nói việc làm đều có quy củ, phù hợp với lễ nghi. Đây chính là phụ đức. Suy nghĩ 3 lần rồi mới nói, lựa lời hay mà nói, không nói lời khó nghe. Cho dù là lời tốt cũng phải chọn thời điểm thích hợp mới nói ra, sẽ không khiến người phản cảm. Đây chính là phụ ngôn. Y phục dù cũ hay mới cũng phải giặt cho sạch sẽ, tắm gội đúng lúc, giữ thân thể thanh khiết, phục sức tươi tắn chỉnh tề. Đây chính là phụ dung. Chuyên tâm may vá dệt vải, không nói đùa cười cợt với người khác, chuẩn bị tiệc rượu, tiếp đãi khách chu đáo. Đây chính là phụ công. Phụ đức, phụ ngôn, phụ dung, phụ công là 4 đức hạnh quan trọng của phụ nữ, một điều cũng không thể thiếu. Làm được 4 điều này không hề khó, chỉ cần chân thật dụng tâm là có thể làm được. Người xưa nói, đức nhân có xa ta không? Chỉ cần khởi tâm muốn làm điều nhân thì sẽ có nhân thôi. Đạo lý chính là như thế. Ban Chiêu đã định nghĩa một cách rất cụ thể về tứ đức của người phụ nữ xưa mà bất kỳ ai dụng tâm đều có thể thực hành được. Cho dù thời thế đổi thay, công việc của người phụ nữ đương đại không còn gói gọn trong gia đình mà đã vươn ra ngoài xã hội.
nhưng công việc nội trợ, chăm sóc gia đình, giáo dưỡng con cái vẫn là thiên chức đáng tự hào và không thể nào thay thế của người phụ nữ. Mà gốc rễ của bốn nữ đức, phụ đức, phụ dung, phụ ngôn, phụ công chính là sự tu dưỡng nội tâm. Một người phụ nữ biết giữ tiết tháo, cử chỉ đoan chính, tâm biết hổ thẹn thì sẽ làm được lời nói, việc làm đều có quy củ, phù hợp, lễ nghi. Nói về tâm cảnh cần có của người phụ nữ, sách Nữ Giới đã đặt định rõ ngay từ chương đầu tiên. Chương này tên là Ti Nhượng. Ti nghĩa là khiêm nhường, nhược nghĩa là dịu dàng nhu thuận. Khiêm nhường và dịu dàng nhu thuận đại biểu cho hai đức hạnh quan trọng nhất của phụ nữ. Khiêm nhường là đức hạnh hậu đức tài vật. Đất mẹ có đức dày nên mới có thể nuôi dưỡng vạn vật sinh sôi. Dịu dàng nhu thuận chính là đức tính của nước. Lão Tử giảng: thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ố, cố cơ ư đạo. Ý tứ là nói nước là thiện nhất, nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh với vạn vật, lại ở chỗ trũng nhất mà không ai muốn tới. Đặc tính này giống với đạo. Người phụ nữ có sự dịu dàng giống như nước có thể bao dung vạn vật, cũng gần với đạo, vĩnh viễn bất bại. Trường Tôn Hoàng hậu cung kính, dịu dàng can gián Hoàng đế Đường Thái Tông. Lý luận đấu tranh thời hiện đại cổ suý nam nữ bình quyền, phụ nữ phải mạnh mẽ, độc lập, có chủ kiến, không nên nhún nhường, phụ nữ chiếm nửa vùng trời. Thực ra tổ tiên dạy chúng ta khiêm nhường không phải là luồn cúi, dịu dàng không phải là yếu đuối, và nhu thuận không phải là nhắm mắt phục tùng vô nguyên tắc. Nữ giới cũng có trí tuệ, có dũng khí để nhận định đúng sai, thiện ác, cũng luôn có cách bày tỏ chủ kiến của mình. Chỉ là khác với nam giới, khi xử sự, nữ giới cần biết giữ lễ của nữ nhân, nét mặt cử chỉ ôn hòa, lời nói dịu dàng nhu mì mà khiến đối phương cảm phục. Hoàng đế Đường Thái Tông vốn dĩ là bậc minh quân, luôn cẩn thận lắng nghe lời can gián. Thế nhưng có lúc đại thần Ngụy Trưng đứng giữa triều đình mà nói rất trực ngôn không hề kiêng nể, khiến Thái Tông rất ức chế. Một lần, hoàng đế vô cùng tức giận, trở về cung vừa đi vừa nói: sớm muộn ta cũng phải giết hắn. Trường Tôn Hoàng hậu biết chuyện không nói năng gì, bà trở về hậu cung, mặc triều phục mũ phượng xiêm mây đến yết kiến Thái Tông, hành lễ quân thần xong rồi nói: chúc mừng hoàng thượng, bệ hạ là bậc minh quân, bởi vì người xưa có nói rằng vua sáng thì bề tôi chính trực. Có người dám mạo hiểm sinh tử để đề xuất ý kiến với bệ hạ thì có nghĩa bệ hạ chính là một quân chủ hiền minh. Đường Thái Tông nghe xong đổi giận thành vui, không còn ý nghĩ muốn lấy đầu Ngụy Trưng nữa. Cái đạo can gián của người phụ nữ xưa là như thế, đầy trí tuệ và sung mãn nội hàm của tứ đức. Một người phụ nữ hội tụ tứ đức sẽ ích phu vượng tử, biến ngôi nhà thành tổ ấm, do đó luôn được người bạn đời của họ tự đáy lòng tôn kính, yêu thương và bảo vệ. Và nàng cũng sẽ có được hết thảy những gì tốt đẹp mình xứng đáng, mà không phải nhọc sức tranh đấu với đời. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình. Kính mời quý vị bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.